Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta đến với tiết mục Cây Phong Ba trên đảo Sơn Ca với phần thể hiện của Ngọc Tấn, câu lạc bộ dân ca và chèo Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tiếng cười rơi.
đấy. Xin được cảm ơn tiết mục. Bên phong bảo, phong ba trên đảo Sơn Ca của câu lạc bộ Sơn Ca và Trèo Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.